Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục làm clip chia sẻ với các bạn về cái giống hoa mai xanh. Thì hôm bữa mình nhân giống rồi nè các bạn. Thì bữa nay mình đi cắt vài vào bầu để giao cho khách nha các bạn. Các bạn nào có cần giống hoa mai xanh thì liên hệ với mình. Thì hiện tại bây giờ cái giống của mình đã ra rễ rất là nhiều, rễ to khỏe. Đây, các bạn có nhu cầu là cần củ tỏi như thế này thì mình cắt xuống mình giao luôn nha các bạn. Hoặc là các bạn muốn vào bầu thì mình sẽ vào bầu và giao cho các bạn. Củ tỏi thì giao đi nó sẽ chi phí nó sẽ rẻ hơn và nó cũng rất là an toàn, bởi vì mình giao nhiều khách lắm rồi nha các bạn. Đây là những cây giống của mình cắt xuống nha các bạn. Đây, rễ trắng hết nha các bạn, cây nào cũng đều có rễ hết. Thì cây như thế này mình sẽ gửi đi luôn nha các bạn. Mình gửi bên giao hàng tiết kiệm, nó sẽ thu hộ cho mình luôn. Thì mình ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Các bạn nào có muốn tới tham quan vườn trực tiếp thì tới nha. Còn không thì mình gửi bưu điện tận nơi cho các bạn luôn. Cây hoa mai xanh, các bạn trồng khoảng 1 năm là ra bông nha. Hoa mai xanh này của Thái nha các bạn. Thì nó cho bông rất là đẹp và dai, bông nhiều, rất là lâu tàn nha các bạn. Thì bữa nay mình đi cắt và giao cho khách luôn. Các bạn nào có cần giống thì mình cũng cắt củ tỏi và giao như thế này, hoặc là vào bầu. Các bạn nào có nhu cầu vào bầu thì mình sẽ vào bầu cho các bạn. Cây nào cũng đều có rễ hết rồi nha các bạn. Đây, rễ nè, rất là nhiều rễ luôn. Này bị chuột xơi rồi nè. Thì cái kỹ thuật trồng của hoa mai xanh thì nó cũng đơn giản thôi nha các bạn. Các bạn chỉ cần trồng và tưới nước bình thường thôi. Còn cái loại này nó không có bệnh nha, rất là hiếm bệnh. Từ lúc mình trồng tới giờ là không có thấy bệnh nha. Chủ yếu là tưới nước, còn chúng ta xiên thì chúng ta bón N3K thêm vô cho nó ra bông sớm. Cây nó mạnh, cây nó khỏe mạnh thì nó sẽ ra hoa sớm. Rất là nhiều rễ nha các bạn. Bầu nào cũng rất là nhiều rễ. Cái bầu này bị chuột cắn à. Đang có số lượng nha các bạn. Các bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình nha. Thì cái giống này mình trồng khoảng được năm mấy là Tết này mình sẽ cho bông ra các bạn. Nó dễ trồng lắm và cũng dễ cho bông. Cây nào cũng rễ rất là nhiều. Đây, dễ. Này một vài bữa nữa mình có thời gian là mình vào bầu hết nha các bạn. Vào bầu để bán Tết. Thì cái hàng này bán Tết rất là chạy. Hoa mai xanh nè, rất là nhiều anh chị em mua về nhà có một cây hoa mai để trưng phong thủy và nó rất là đẹp. Bây giờ do nhu cầu của khách đặt cái đó mình sẽ vào bầu một số trước. Vào bầu một số trước rồi mình sẽ giao cho khách. Còn bạn nào cần củ tỏi thì mình cắt mình giao trực tiếp luôn nha. Thì đây là cái vườn ươm. Thì mình có che lưới giảm nhiệt nha các bạn. Thì cái loại này thì nó cũng chịu nắng dữ lắm. Nhưng mà mình vào bầu ươm thì mình kỹ chút xíu mình cho che lưới. Thì ở đây mình đã chuẩn bị chậu sẵn rồi nè. Các bạn nào có nhu cầu vào chậu thì mình cũng vào cho các bạn nha. Hoặc là các bạn muốn lấy củ tỏi như thế này thì mình giao cho các bạn. Đây nè, các bạn thấy rễ không? rễ nó ra kính bầu hết luôn. Thì cây chắc ăn khỏe. Khi bạn nhận được giống thì các bạn trồng trực tiếp luôn cũng rất là tốt. Rồi các bạn vào chậu lớn cũng được, hoặc là vào chậu nhỏ như thế này cũng được. Thì mình chia sẻ với các bạn về cái giá thể để mà chúng ta vào chậu nha các bạn. Thì ở đây mình làm bầu như thế này để mình vận chuyển xa cho nó tiện á các bạn. Thì cái độ dài của nó, cái đường kính của nó thì nó khoảng tấc mấy? Khoảng tấc 8 nha các bạn. Tấc 8. Đây. Tấc 8, chiều cao của nó còn khoảng tấc rưỡi, tấc 6. Thì cái chậu này vận chuyển đi thì nó thích hợp, nó vừa luôn nha các bạn. Thì cái giá thể để mà mình vào hoa mai Hà Lan nó cũng đơn giản thôi. Thì chúng ta có thể là dùng đất cho trấu và trấu sống, cám dừa. Ở đây là cám dừa nữa các bạn. Chúng ta hòa chung và thêm một ít phân rơm. Nếu các bạn không có phân rơm thì các bạn có thể dùng là cái phân hữu cơ nở cũng được nha. Hữu cơ nở mà các bạn mua là của nhập khẩu nha. Còn chúng ta mua hàng Việt Nam thì chúng ta từ từ thả bón. Bởi vì hàng Việt Nam nó hay pha trộn các phân NPK chung vào, nó dễ bị sót cây, sót rễ. Thì cây của mình nó dễ bị chết. Nếu mà chúng ta có hữu cơ nở nhập khẩu thì chúng ta trộn vào. Còn không thì chúng ta bón phân bò nha các bạn. Chúng ta trộn chung với phân bò. Thì cái phân bò thì các bạn ủ mục nha. Còn không thì các bạn cứ, nếu không có phân thì các bạn cứ để cái giá thể như thế này thôi. Tuyệt đối không sử dụng phân hóa học nha các bạn. Chúng ta chỉ cho trấu và trấu sống, cám dừa, đất. Thì chúng ta trộn cái hỗn hợp đó lên thôi. Rồi chúng ta trồng khoảng 2 tháng thì chúng ta hãy cho phân. Thì lúc đó chúng ta có thể bón NPK được. Hoặc là cho thêm phân bò, phân vi sinh, các loại. Thì nó sẽ an toàn. Còn trong cái giai đoạn này thì chúng ta tuyệt đối không sử dụng phân hóa học. Nếu có thì chúng ta chỉ sử dụng phân hữu cơ nở nhập khẩu hoặc là phân bò ủ mục. Phân bò thì chúng ta cho tỷ lệ thì nó ít thôi nha các bạn. Khoảng 1/10 chậu này. Còn lại là trấu, đất, cám dừa. Cây giống to khỏe. Cây giống thì tùy thời điểm nha các bạn. Nó rơi vào khoảng từ 100 cho tới 150.000 một cây. Chưa bao gồm phí. Các bạn khi mua hàng thì các bạn trả phí hộ mình nha. Thì cái đống đó là cái đống cám dừa đó các bạn. Cám dừa cho trấu đất mình đã trộn xong và mình để đó để cho nó xả nước luôn đó các bạn. Mưa là nó sẽ xả cái chất chát của cám dừa và cái chất mặn của tro. Mình trộn cái hỗn hợp đều ở bên đó. Rồi mình làm tới đâu thì mình sẽ vào chậu tới đó. Khi mà chúng ta vào chậu thì chúng ta nhớ tưới nước giữ ẩm nha. Khi mà cây mới trồng thì cây này chủ yếu là tưới nước thôi. Chúng ta tưới ngày nào cũng tưới nha các bạn. Sau khi tưới khoảng được 1 tuần thì chúng ta sẽ dùng cái thằng N3M để tưới kích rễ. N3M thì chúng ta sẽ tưới nửa muỗng cà phê. Nửa muỗng cà phê N3M chúng ta pha với 10 lít nước. Chúng ta sẽ tưới cho 10 cái chậu nước như thế này. 10 chậu, mỗi chậu là 1 lít nha các bạn. Rồi, nửa muỗng cà phê pha cho 10 chậu. Rồi, chúng ta có số lượng bao nhiêu thì chúng ta để chia ra nha. Thì cây của mình nó rất là nhanh đâm đọt, đâm chồi, đâm rễ. Kích rễ rất là mạnh nha. Cái thằng N3M rất là tốt nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần tưới N3M thôi, không cần phải xịt cái gì thêm. Khi nào chúng ta vào chậu lớn, cây khoảng được 4-5 tháng thì chúng ta có thể là theo dõi cái dấu hiệu của nó. Có sâu thì chúng ta xịt sâu, nhưng mà cái loại này cũng ít sâu nha các bạn. Không có sâu. Nếu như mà có nấm thì chúng ta sẽ xịt nấm, mà cũng hạn chế luôn. Cái loại này rất là ít. Và mò mình cũng không có thấy mò luôn nha các bạn. Rất là ít mò. Cây nào rễ cũng rất là nhiều nha các bạn. Cây rất là khỏe. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để xem những cái video tiếp theo về hoa mai Hà Lan, hoa mai xanh nha các bạn. Hoa mai xanh của Thái Lan. Thì mình sẽ cập nhật những cái clip mới ra để cho các bạn cùng tham khảo. Các bạn nhớ like cũng như là chia sẻ cái video này cho các bạn khác cùng biết về cái giống hoa mai xanh nha các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.